Chào các bạn, hợp tác xã Hưng Điền chuyên chăn nuôi sản xuất các sản phẩm về ruồi đánh răng, nhất là cung cấp giống cho toàn quốc cũng như các nước bạn Campuchia, Lào, Malaysia, những cái nước ở châu Á cũng như là có một số khách ở nước ngoài, ở Hàn Quốc, ở Indo và kể cả những nước bên Úc đã về mua hàng. Để xách tay đi và chúng tôi cũng có ship qua đường chuyển phát nhanh, chuyển phát, giao nhận, việc hàng vân vân, những cái thẻ trứng để chuyển ra nước ngoài. Và đây là cái hôm nay chúng tôi muốn chia sẻ một cái buồng đẻ, chuồng đẻ theo cái kinh nghiệm trải nghiệm của chúng tôi nhiều năm qua thì mình nên làm. Đây là theo ý kiến của chúng tôi và chúng tôi đã làm và thấy hiệu quả, dẫn đến là hiệu quả từ 30 đến 40 ký trứng, ký kén là có thể cho ra được một ký trứng 30 đến 40 thôi ạ. Còn ngày xưa chúng tôi làm phải 40 đến 50 ký kén mới cho được một ký trứng. Chúng tôi cũng mong là chia sẻ lại cho chúng ta làm sao để có hiệu quả cao, chi phí thấp và dẫn đến là hiệu quả kinh tế, chúng ta có thu nhập. Trong khi thời buổi bây giờ, mấy năm trước thì chúng tôi bán với cái giá 30-36 triệu một ký, nhưng mà giờ trứng giờ chỉ còn có nhiều bạn bán dưới 5-6 triệu nữa. Cho nên là nếu làm sao cho chúng ta phải làm ra cho nó hiệu quả cao thì mới có thể có được cái kinh tế để mà tồn tại và phát triển. Và đây là cái chuồng ruồi đánh răng, chúng tôi đang để kén, mỗi một cây kén như vậy để từ 2,5 ký đến 3 ký, và chúng ta có thể để ngày vào để chúng ta có thể theo dõi và đưa vào hoặc rút ra những cái khay nào đã nở hết. Và đây cũng như chúng tôi cũng đã chia sẻ là chúng ta làm sao để có những cái yếu tố tự nhiên, ví dụ như đây là chúng ta để cho những cái ánh nắng sáng, nhất là ánh sáng thì buổi sáng thì nó tốt hơn ánh sáng trưa, chúng ta là để cho nó tiếp xúc ánh sáng trực tiếp, ánh nắng trực tiếp từ mặt trời. Đây là những ánh nắng mặt trực tiếp, và kể cả mưa, kể cả gió, mưa có thể là rớt thẳng xuống mùng ruồi, mình cũng có những cái khoảng để mà che mưa để chúng trú mưa. Và những cái giá thể này khi trời mưa là chúng có thể giống như sống ngoài tự nhiên, trời mưa chứ không có nhà, không có mái để trú, mà nhưng chúng vẫn tồn tại không bị chết vì mưa. Đó là những cái giá thể này, khi mưa chúng sẽ núp dưới mặt dưới lá, những nơi mà không bị ướt cánh. Chúng ta bố trí là có nắng, nắng trực tiếp. Thì trước đây chúng tôi cũng đã dùng tôn sáng rất nhiều, nhưng mà mình nghĩ là đủ ánh sáng, nhưng mà ánh nắng này thì ánh nắng nó cũng bị cản lại những cái tia hồng ngoại, tia tử ngoại. Nếu mà chúng ta tiếp xúc lâu dài và cường độ lớn thì có thể gây ra ung thư da hoặc là có hại cho vật nuôi. Nhưng ánh sáng tự nhiên cũng vẫn rất cần thiết cho tất cả các sự sống trên trái đất này, ví dụ như là từ thực vật, cây cỏ cho đến những loài sinh vật, những loài côn trùng cũng cần ánh nắng tự nhiên có những cái tia rất tốt để phát triển cơ thể. Giống như là con người chúng ta cũng cần cái ánh nắng mặt trời để quang hợp đó là tổng hợp được những cái tiền sinh tố D, để nó từ đó là nó hấp thụ canxi, phốt pho tốt. Thì ruồi đánh răng này hàm lượng canxi nó cũng cao và hàm lượng phốt pho rất là cân đối, có thể nói là gần như là tỷ lệ vàng. Khi chúng ta có canxi cao mà không có phốt pho thì cái sự hấp thu của canxi đó nó sẽ không được tốt. Ví dụ như có thời gian là chúng ta nghe nói rồ là đi uống sữa canxi, nhưng mà thường là những cái đó theo chúng tôi được biết là nếu mà sữa mà chúng ta uống mà đưa cái lượng canxi vào cao mà tỷ lệ phốt pho không cân đối, hoặc là chúng ta không có tiền sinh tố D để mà tổng hợp kết hợp lại thì có thể dẫn đến sạn thận, tại vì lượng canxi đó nó sẽ không có được hấp thụ mà nó thành ra cặn bã và nó đóng kết, nó kết tủa, thành ra là thận phải làm việc và phải nhiều khi phải tích lũy trong thận, trong gan để thành ra sỏi thận. Theo như là chúng tôi đã trải nghiệm và đọc qua những tài liệu thì mình được biết, mình không phải là nhà khoa học cho nên mình chỉ có
không phải là nhà bác học để mà nghiên cứu, nhưng mà có những cái tài liệu tư liệu thì mình đọc mình tham khảo. Và các bạn đi là các bạn thấy là chúng cái nền chúng ta nên giữ sạch sẽ để mà quét dọn, mà chúng thường đậu dưới nền, thậm chí là giao phối dưới nền. Các bạn thấy là chúng nhất là những con mới nở ra cánh vừa mới tập bay thì chúng đậu dưới nền rất nhiều, cho nên mà khi chúng ta mà trải cán mà xuống dưới nền á thì chúng ta đi chắc chắn là sẽ giẫm rất nhiều. Mà một con mang từ 500 đến 800 trứng thì các bạn hình dung mới giẫm một cái 10 con mỗi một bước đi 5-10 con đó, thì các bạn thấy là cái lượng trứng mình nó cũng bị ảnh hưởng. Cho nên là mình cũng phải tránh nè. Cái này mình cho cái kia chổi bông cỏ trong này cho chú ha, có cái chổi không, chổi quăng chú một cái đi, cái chổi bông cỏ mình lấy một cái mình để luôn này nè, để mình đi mình thảy nó ra, vì khi mình đi mình có thể mình quét nó ra một nơi để hạn chế bị đạp. Có chỗ cũng có đây, cho anh thầy chú nghe. Thì cái mình chứ là không hẳn là chúng đậu trên mùng không à, các bạn thấy là chúng đậu cũng tương đối là dày đặc cả cái mặt đất, mà nếu chúng ta đi là khó lòng mà chúng ta chọn được cái chỗ nào mà để lọt bằng chân. Đó là một cái số lượng ruồi nằm ở trên mùng này. Và chúng tôi có thiết kế cái kệ để mà mình có thể đưa vào những cái kệ cán. Cái khay này là 5 tấc một thước, thường là để từ 2,5 kg cho đến 3 kg cái cán là mình vừa, tại vì nếu mình để dày quá thì chúng có thể chúng lên khó khăn và có thể ảnh hưởng đến cơ thể non nớt của chúng. Chúng ta để là cán thì chúng ta phải nên làm sạch, vì nếu không làm sạch thì chúng dơ, chúng sẽ có mùi, và khi có mùi thì sẽ hấp dẫn các cái loại phóng vô đây, quăng vô đây chú, là hấp dẫn chúng sẽ đẻ bậy. Cho đó là chúng ta nên làm sao cho sạch sẽ. Đó, chúng ta có thể quét đi cái lối chúng ta đi thì có thể là cũng có ảnh hưởng phần nào, nhưng mà nó đỡ hơn là mình đạp vào chúng thì chúng chắc chắn là phải chết. Như các bạn thấy dưới này rất nhiều, đó là còn sống không đấy các bạn, nó còn sống không đấy. Cho nên là khi mình đi thì cũng hạn chế vào, nên vào những buổi tối hoặc là sáng sớm khi mặt trời chưa mọc và chưa có nắng nhiều thì chúng ít tăng động hơn, thì khi đó là chúng đậu trên giá thể hoặc là đậu trên những cái lưới mùng, thì lúc đó chúng ta ít có bị giẫm đạp, và khi đó là chúng ít đeo bám vào người mình thì mình cũng ít có bị thất thoát cái lượng ruồi. Cho nên là sau này chúng tôi đã rút xuống từ 40-50 kg kén mới ra được ký trứng. Mình chỉ làm với chúng mình khoảng trên 30 kg là ra được ký trứng á. Kén chúng ta nhớ là chúng tôi cũng nói lại là kén là tương đối là sạch sẽ, chúng ta là bò ra thấy là không có lẫn tạp chất, không có còn sót cái thức ăn, và kén là phải còn sống, không có bị chết ngậm. Tại vì kén mà chết thì các bạn hửi nè, như các bạn đưa vào hửi thì sẽ thấy có mùi hôi, không được có mùi hôi ạ. Coi như là có mùi hôi cho là coi như có cái kén chết trong đó thì nó sẽ hấp dẫn chúng đẻ. Và đây là mình làm cái buồng, có thể điều chỉnh được cái độ sáng của buồng ruồi. Mình làm cái màn kéo, khi nào mà nắng cao thì mình có thể kéo chúng lại, cho khi đó thì chúng sẽ tối, và khi tối thì chúng sẽ tìm chỗ ánh sáng để chúng ra, thì lúc đó chúng sẽ ra ngoài, không có đẻ bậy trong khay kệ. Và khay kệ thì các bạn cũng để ý là chúng ta dùng sắt lỗ là nó dễ đẻ bậy. Và khi đó là chúng tôi làm những cái cạnh, như các bạn thấy nè, cái cạnh này á là chúng ta quay lên cái cạnh bén, chứ đừng có để cái cạnh bằng lên trên này mà nó tiếp xúc ở đây thì chúng có thể đưa kim vô đẻ được. Cái cạnh này là cái cạnh bén các bạn, tại vì cái khay này nó cũng không có nặng lắm, 4-5 kg luôn cả kén, thì không thể nào cong được cái sắt cái bê lỗ này. Nếu các bạn dùng bê lỗ để lắp ráp, mình quay cái cạnh bén lên trên, cái cạnh bằng nằm dưới này các bạn, thì nó không có tiếp xúc, nó không có đẻ bậy, và chúng ta có thể điều chỉnh được bằng ánh sáng này. Và nhớ cái buồng ruồi này chúng ta phải thiết kế sao cho thông thoáng để khi đó là chúng có đối lưu không khí, không khí từ dưới vô mát, khi mà không khí lạnh nó nóng nó giãn nở ra thì nó nhẹ, nó tự động nó sẽ bốc lên, nó bốc lên thì nó nóng thì nó giãn nở ra ngoài, nó bay ra ngoài, nó thoát ra ngoài, thì khi đó
không khí mát, nghĩa là cái tỷ trọng nó sẽ cao hơn, nó nặng hơn, nó lại lùa vào, nó lùa vào khi không khí ở trên nóng thì lại bốc ra. Thì đó là một cái đối lưu không khí tự nhiên giữa khí nóng và khí lạnh, nó chênh lệch nhau tỷ trọng. À, đây là những cái mà mình đã trải nghiệm mà có tham khảo, và mình cũng nắm được số cái kiến thức về khoa học phổ thông. À, như các bạn thấy là dưới mình để trống thì khi đó nó sẽ hút không khí vào, vì không khí lạnh luôn luôn nằm phía dưới, lạnh hơn, nó là lạnh, là lạnh hơn á, nghĩa là nhiệt độ thấp hơn nó sẽ nằm dưới, còn không khí nóng sẽ nóng và bốc lên, nó nhẹ hơn, cho nên nó phải nằm trồi lên trên. Cũng như nước cũng vậy, nước nóng thì sẽ giãn nở và nằm lên trên, còn nước lạnh sẽ nằm dưới. Nguyên lý đó để người ta làm máy nước nóng năng lượng mặt trời. À, thì đây mình cũng dùng cái đối lưu không khí, thay vì máy nóng thì làm đối lưu nhiệt. Và chúng ta cũng canh nhiệt độ, canh mật độ của ruồi. À, các bạn thấy là đậu đừng có dày quá, vì dày quá chúng sẽ cạnh tranh môi trường với nhau, chúng có thể đánh nhau, thậm chí là nói như là giành đực cái với nhau, có thể là cắn nhau. Nhiều bạn là thấy hồi xưa chúng tôi cũng đã vậy, có lúc chúng tôi nghĩ là càng nhiều ruồi thì mình càng nhiều trứng, nhưng cái đó là một cái sai lầm lớn. Chúng chết dày cả lớp, nghĩa là nở ra chưa đẻ là chúng đã cạnh tranh môi trường, cạnh tranh giao phối hay như thế nào đó, nhưng mà có thể là chúng giao phối chồng. Rồi có khi mình thấy là không phải là hai con dính nhau đâu ạ, mà có thể là nó có cả chồng cái con khác lên nữa đó. Các bạn thấy nó giao phối với đất, cho nên là nền đất chúng ta nên làm bằng phẳng để có thể quét dọn cho dễ dàng, không để cho chúng chết. Rồi sẽ, nếu mà dày lên thì chúng sẽ phân hủy, chúng sẽ bị hoại thân, và từ đó sinh ra mùi và hấp dẫn những con khác đẻ vô những cái xác rồi. À, đó là những cái kinh nghiệm mà chúng tôi đã kinh qua, từng trải. Cho nên là các bạn nào đã từng làm khoảng 3 kg, xin lỗi là 30 kg kén, nghĩa là 3 kg cho ra một lạng, 30 kg cho ra 1 kg trứng, thì cũng comment cho biết những bạn đó là đã làm kỹ thuật phù hợp với tự nhiên, thiên nhiên. Cho nên là chúng từ nhiệt độ, ẩm độ, ánh sáng là tương đối là tốt mới đạt được cái mức như vậy. Mình nghĩ là sau này mình mới làm được như vậy, chứ còn trước kia là cứ 40 đến 50 kg cho lên, thậm chí hồi mới làm tới 60 kg kén mà chưa ra được ký trứng ạ. Đó là những cái chia sẻ trải nghiệm. Bạn nào đã từng làm 30 kg thì vui lòng cũng chia sẻ để cùng nhau trao đi giá trị, trao đi cái phương thức mà mình không chẳng mất gì, mà giúp cho người khác làm sao để có kinh tế. Tại vì nếu các bạn làm ra được 30 kg kén 1 ký trứng với 60 kg kén thì nó gấp đôi, mà 1 ký kén thì nó phải tốn là một phẩy mấy ký ấu trùng, một kỳ phải mấy ký ấu trùng đó thì phải tốn là nhiêu, gần 10 kg thức ăn. À, nghĩa là gần 10 kg thức ăn mà các bạn có mua rẻ đi nữa, là nếu mà các bạn đang mua mà bả đậu tới 1.000 mấy thì thua rồi. Rồi nếu mà chúng ta mua 1.000 triệu một tấn thì nó cũng là cả tiền thức ăn không, cũng cả 10.000 rồi. Đó, cho nên là nếu mà chúng ta giúp về là chúng ta giúp cho được giảm hao phí cho những cái người đang nuôi, nhà chăn nuôi. Đó là chúng ta trao đi giá trị, chúng ta trao đi là chúng ta nhận lại. À, cảm ơn các bạn đã cùng quan tâm. Các bạn hãy chia sẻ livestream này và cùng chia sẻ giá trị. Nếu các bạn nào có trải nghiệm, kinh nghiệm nào tốt hơn cũng xin chia sẻ để chúng ta cùng học tập. Chúng tôi sẽ rất là hoan nghênh chào đón. Thì chúng ta hãy trao đi giá trị, giúp đỡ lẫn nhau. Cảm ơn các bạn đã quan tâm, chia sẻ. Các bạn hãy đặt chế độ xem trước hoặc là theo dõi để chúng ta cùng có những cái kết nối sớm nhất có thể để trao giá trị cho nhau. Cảm ơn các bạn. Xin chào.